Kamen Rider Gurren là một trong những series được đánh giá cực kỳ cao về mặt nội dung, và bên cạnh đó thì series này còn chứa nhiều tầng lớp ý nghĩa sâu sắc mà chưa chắc ai cũng có thể hiểu được. Vào năm 2018 thì Gotgam đã được đưa lên bàn cân với Omazeo. Ok, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về sức mạnh được cho là đỉnh cao của nhân vật này. Lưu ý, video này sẽ spoil những nội dung cốt lõi của Kamen Rider Gurren và một vài movie liên quan, nên anh em hãy cân nhắc trước khi xem video này. Đây sẽ là quan điểm cá nhân của TBT News chúng mình, nên anh em thấy hay hãy like, share, subscribe để ủng hộ chúng mình nhé. Bây giờ thì không dài dòng nữa, chúng ta bắt đầu thôi. Let's go. Hey Ross, sauce it up. Pull up in a ride, yeah, you're painting with some decals. I ain't never stopped, can't be trusting any females. Quả cấm, trái vàng hay quả trí tuệ là những cái tên gắn liền với các giai thoại về một loại quả thần thánh. Nó sẽ ban cho người ăn nó một sức mạnh nào đó hoặc một tai họa diệt vong. Một vài cái tên nổi tiếng về các thần thoại này, ví dụ như Norse Mythology và Greek Mythology, vân vân và mây mây. Đây là những thần thoại được nhiều người biết đến. Chúng ta dễ dàng nhận ra những chi tiết liên quan đến trái cấm hay trái trí tuệ thường xuất hiện trong các bộ anime nổi tiếng, ví dụ như Dragon Ball, Naruto và thậm chí là One Piece. Vì thế, thần thoại về quả cấm được đưa vào thế giới Tokusatsu cũng là điều dễ hiểu. Trong Kamen Rider Gurren được ra mắt năm 2013, quả vàng được miêu tả là thứ sẽ ban cho bất cứ cá nhân nào sức mạnh có thể thay đổi thế giới, bóp méo, trật tự và thực tại của thế giới theo ý muốn của bản thân. Nguồn gốc thực sự của thứ trái vàng này lại chính là từ khu rừng Helheim. Khu rừng này sẽ xâm thực bất cứ hành tinh nào và sự xâm lăng kia sẽ tạo ra quả vàng ngay khi hành tinh đó bị tiêu thụ. Xuyên suốt TV series thì chúng ta dễ dàng nhìn thấy rằng thứ quả vàng kia được hầu hết các nhân vật ở hồi cuối phim theo đuổi, khát khao muốn có được hơn bao giờ hết. Kẻ muốn chiếm lấy nó vì sức mạnh của bản thân, kẻ lại muốn chiếm lấy nó chỉ để khẳng định bản thân mình. Nhưng để có được sức mạnh có thể thay đổi thế giới thì những kẻ này bắt buộc phải thách thức khu rừng và vượt qua những kẻ khác để thể hiện sự quyết tâm và trở thành người xứng đáng nhất. Bằng cách nào đó thì thứ quả kia thường được trao về tay của một người phụ nữ bởi sự dẫn dắt của Sagara hay con rắn của khu rừng Helheim kỳ bí. Người phụ nữ sẽ trao sức mạnh đó cho người đàn ông mà cô ta cảm thấy xứng đáng nhất. Và chi tiết này được lấy cảm hứng khá nhiều từ thần thoại về Adam và Eva bị trục xuất khỏi vườn địa đàng sau khi ăn trái cấm. Sức mạnh của quả vàng. Theo những gì diễn ra trong phần phim Kamen Rider Gurren thì quả trí tuệ sẽ ban cho người sử dụng sức mạnh của Thượng Đế. Kamen Rider Gurren không phải là người đầu tiên sở hữu sức mạnh của quả trí tuệ và cũng chưa bao giờ thể hiện được 100% sức mạnh của nó, ít nhất là trong phần phim này. Tuy nhiên, chúng ta có một người đàn ông khởi đầu hay người sở hữu trái vàng khác, đó là Rishuo, vua của các Overlord. Một vài cảnh phim cho thấy rằng với sức mạnh của quả trí tuệ, Rishuo có thể khiến cho toàn bộ những tên lửa đạn đạo của con người bốc hơi hoàn toàn, và chỉ với một vài động tác cơ bản thôi đấy, hắn ta có thể tạo ra sự sống một cách dễ dàng. Điều này khiến cho những nhân vật của chúng ta khá sốc. Đây là một cách chơi đùa với thực tại. Theo Rishuo thì chính ông ta đã ban cho những kẻ mạnh ở nền văn minh Femushu sức mạnh để điều khiển khu rừng và tiến hóa dần thành các Overlord như hiện tại. Ngoài ra thì Rishuo còn thể hiện một số kỹ năng khác, ví dụ như là dịch chuyển tức thời hay siêu phục hồi đến vô hạn lần. Trong một vài cảnh chiến đấu khác, có thể dễ dàng chẻ đôi một vách núi và tạo ra những ngọn lửa khổng lồ nhằm thiêu cháy kẻ thù. Hay nói cách khác, người sử dụng quả trí tuệ không những có thể thao túng được khu rừng Helheim mà còn có thể biến đổi thực tại theo ý muốn của bản thân mình. Đến với một vài ví dụ khác, cô bé Mai Takashikasa cũng nhận được sức mạnh của trái trí tuệ thuộc về loài người, thứ đang được Rishuo nắm giữ. Cô ấy đã sử dụng sức mạnh của quả vàng để di chuyển về quá khứ nhằm thay đổi những sự kiện được xảy ra, và đây cũng là một cách để sử dụng sức mạnh của trái vàng. Và cuối cùng là Kazuraba Kota, Kamen Rider Gam. Sau khi chiến thắng Kamen Rider Baron và giành được quả vàng, Kota đã trở thành người đàn ông của sự khởi đầu, Man of Begin, và thậm chí dịch chuyển toàn bộ thực vật của khu rừng Helheim đến một hành tinh xa xôi, nơi mà sau đó được phát triển bởi sức mạnh của quả vàng, điều khiến cho hành tinh tăm tối này từ một hành tinh xa lạ với những sinh vật kỳ bí đã chuyển hóa thành một nơi đầy ánh sáng với thảm thực vật cực kỳ đa dạng. Sức mạnh của trái vàng
sẽ cho phép con người thay đổi thực tại từ việc tạo ra sự sống đến du hành thời gian hay dời non lấp biển hoặc dịch chuyển khắp nơi trong vũ trụ rộng lớn. Nói một cách khác thì người sở hữu sức mạnh của quả trí tuệ sẽ mang một sức mạnh vượt trội hơn những điều mà khoa học của loài người có thể tưởng tượng ra được. Một vài biến thể của trái vàng mà chúng ta có thể liệt kê ra: Ringo Arms, đây là một lốc xít hình quả táo, không hẳn là một biến thể của trái vàng. Tuy nhiên, theo những ghi chép thì Sengoku Ryoma là người đã tạo ra lốc xít này nhờ lai tạo những thứ trái cây trong khu rừng. Và lốc xít này thậm chí có thể biến người dùng thành một Overlord hay một Invest. Nhưng theo lời của Sengoku Ryoma thì khi lốc xít này hoạt động có nghĩa là quả vàng tồn tại trong khu rừng này. Và có thể một cách nào đó thì Ringo Arms có một liên kết đặc biệt với trái vàng theo những nghiên cứu của Sengoku Ryoma. Kiwami Lockshit, đây là khi Roshio nhận những lời chỉ trích từ Sagara bởi vì hắn ta quá tham lam khi nắm giữ cả trái vàng của con người lẫn chủng tộc Femushu. Roshio đã trích một phần sức mạnh từ quả vàng để tạo ra Kiwami Arms như một cách hắn tạo ra cơ hội cho những con người nhằm thách thức khu rừng heo hiêm. Và Lockshit này được Sagara trao về tận tay cho Kazuraba Kota. Đây là một sức mạnh được cho là tối thượng vào thời điểm đó. Tuy nhiên, sức mạnh này sẽ biến người dùng dần trở thành một Overlord. Quả trí tuệ nhân tạo Kogene, đây là một quả trí tuệ được chủng tộc Femushu tạo ra. Nhưng thay vì tạo ra một trái vàng thật sự thì Kogene chính là thứ được chủng tộc này tạo ra bằng sự độc ác lẫn những ham muốn chiến đấu với nhau. Cho nên hắn là một thứ quả hỏng với vẻ ngoài của trái vàng theo lời của Kazuraba Kota. Kogene có khả năng gieo những hạt giống xấu xa. Điều này sẽ gây ra những cuộc chiến vô nghĩa giữa các chủng tộc với nhau, và cái kết là hắn sẽ là người đứng trên tất cả vì tự cho bản thân mình là một vị thần. Ngoài ra, trong novel Kamen Rider Gaim, Kugai Kudo, một nhân vật từng xuất hiện trong Gun Gaiden Kamen Rider Duke với vai trò là Kamen Rider Silver, Kudo đã tiếp tục dự án bị hủy bỏ của Sengoku Ryoma về Ringo Arms. Kamen Rider Silver đã tạo ra một quả vàng nhân tạo từ năng lượng sống của người dân trong thành phố Zawame. Quả vàng Fake này thậm chí có thể thay đổi được thực tại và tạo ra những điều vô cùng không tưởng. Nó có thể bẻ cong cả không thời gian. Tuy nhiên, sức mạnh này vẫn chưa vượt qua nổi Man of Begin Kazuraba Kota trong hình dạng Kiwami Arms. Những hạn chế của quả trí tuệ, mặc dù quyền năng là vậy, nhưng về cơ bản sức mạnh của quả trí tuệ cũng có những mặt hạn chế nhất định. Theo quan điểm cá nhân của mình thì sức mạnh từ quả trí tuệ không thể hồi sinh người đã chết. Chi tiết này rõ ràng như ban ngày. Đó là ngay cả khi vua của các Overlord sở hữu cho mình hai quả trí tuệ của con người và chủng tộc Femushu cũng không thể tìm ra được cách để hồi sinh nữ hoàng của mình. Nắm trong tay rất nhiều sức mạnh nhưng thiếu đi tình yêu của đời mình thì cũng khiến nhà vua trở nên trầm tư như một kẻ thất bại vậy. Hạn chế tiếp theo của quả trí tuệ được thể hiện rõ nhất trong cảnh phim cô gái mở đầu là Mai đã quyết định du hành thời gian. Mặc dù có thể thành công đi xuyên qua dòng thời gian, nhưng Mai không thể can thiệp trực tiếp vào các mốc thời gian này vì đây chính là hạn chế của thứ quả được cho là quyền năng bậc nhất kia. Và điều này đã được xác nhận bởi Sagara. Ông ta cho rằng việc du hành và can thiệp vào dòng thời gian là quá khó, kể cả đối với lại người sở hữu sức mạnh của quả trí tuệ. Nói đến đây, chắc nhiều ông sẽ bảo rằng Mai không thể khai thác 100% sức mạnh của quả trí tuệ bởi vì chỉ có Man of Begin mới có thể làm được điều đó thôi. Đúng vậy, Kazuraba Kota đã trở thành người đàn ông của sự khởi đầu và đạt được sức mạnh thần thánh, nhưng anh ta vẫn chịu thất bại thảm hại khi đối đầu với Mega Hex trong Kamen Rider X Kamen Rider Prime and Gaming Movie War Full Throttle. Cho ai chưa biết thì theo phần phim này, Mega Hex là một giống loài cơ khí khi đã kết hợp toàn bộ ý chí của các cá thể thành một thể thống nhất để vượt qua sự xâm lăng của khu rừng heo hiêm. Vì thế, chúng chỉ có một ý thức duy nhất và cũng có kiến thức sơ bộ về quả trí tuệ. Nhưng do chúng đã vượt qua khu rừng này bằng công nghệ và sự hợp nhất toàn bộ các cá thể thành một ý thức nên chúng chưa từng sở hữu qua sức mạnh của quả trí tuệ. Và với sức mạnh công nghệ của mình, chúng đã vượt qua khu rừng mà quả trí tuệ cũng chỉ là một sản phẩm của heo hiêm. Vậy thì việc Game Ghost thất bại là điều dễ hiểu trong cuộc chiến này. Nhiều quan điểm cho rằng
Game God biến đổi thành Kiwami Arms sẽ có sự suy giảm về chỉ số, có nghĩa là chỉ số của Man Up Begin về sức mạnh lẫn khả năng đều vượt trội hơn so với rượu trái cây di động. Và điều này cũng dễ hiểu thôi, nếu bạn đã xem hết Kamen Rider Gun, bạn sẽ hiểu tính cách của Kazuraba Kota. Cậu ta rất giỏi trong chiến đấu và có một sự chính nghĩa nào đó bên trong mình. Tuy nhiên, Kazuraba Kota chưa bao giờ quan tâm đến việc nâng cấp sức mạnh của bản thân hay phương tiện chiến đấu, mà xuyên suốt phần phim này thì những item mà anh ta có được là nhờ Sagara ban tặng. Và thậm chí khi biến đổi thành Overlord, Kota không sử dụng sức mạnh của giống loài này để chống lại Kaito khi bị Kamen Rider Baron áp đảo. Cho nên kiến thức về các thiết bị khai thác sức mạnh của Kota có thể rất là hạn hẹp, và thiết bị mà anh ta biết đến và sử dụng nhiều nhất chắc có lẽ đó là Senku Rival do Senku Ryuma tạo ra mà thôi. Và điều này cũng giải thích cho việc Kota thường dùng Kiwami Arms để chiến đấu thay vì hình dạng của Man Up Begin. Game God có thể thắng được Omazio hay không? Câu trả lời là không, nhưng lại có. Cho đến hiện tại, sức mạnh của Gaming God hoàn toàn được dựa vào năng lượng của trái vàng, và như những hạn chế mình đã nêu ở trên thì kể cả khi Gam có sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình cũng không thể du hành và can thiệp vào các dòng thời gian khác nhau. Còn Omazio thì là vua của thời không mà, hay còn được gọi là ma vương, có thể phá hủy, thao túng các dòng thời gian tùy ý, thậm chí là xóa sổ bất cứ nhân vật nào bằng cái phẩy tay. Trên thực tế thì biên kịch của Kamen Rider Gamin từng xác nhận rằng Gamgot có thể kháng được sự hủy diệt thời không của Omazio và sự ảnh hưởng của các Time Zekker lên dòng thời gian, cụ thể ở đây là các Another Rider. Nhưng Kota không làm như vậy, đơn giản vì anh ta không muốn, và điều này cũng dễ hiểu thôi. Vì trong series Kamen Rider Gam, tất cả những nhân vật đều chịu rất nhiều đau thương và mất mát khi khu rừng Helheim xâm thực. Cho nên việc Another Gamin xuất hiện và làm thay đổi lịch sử, điều này sẽ giúp cho Kota lẫn những nhân vật khác như Baron, Kumon Kaito hay Zangetsu lẫn Mai sẽ có một cuộc sống con người bình thường, tham gia các cuộc nhảy hiện đại trong thành phố và trở thành những dancer chuyên nghiệp thực hiện ước mơ của mình. Vì những vấn đề liên quan đến Helheim hay Irashu, những nỗi đau, những mất mát do khu rừng mang lại sẽ không bao giờ diễn ra tại dòng thời gian lịch sử này. Và quay lại vấn đề thì Game có thể kháng được sức mạnh hủy diệt thời không hay sự xóa sổ của lịch sử, nhưng anh ta đã không làm vậy. Nhưng theo quan điểm cá nhân mình, anh ta có thể kháng lại những sức mạnh kia. Điều này chỉ đơn thuần là kháng lại mà thôi, không đồng nghĩa với việc thần Game có thể mạnh hơn Omazio hoặc vượt qua được các Time Zekker trong dòng thời gian. Ma vương thời không Omazio có thể thao túng thực tại và phá hủy vô vàn các thế giới tùy ý. Thậm chí nhà sản xuất còn công nhận rằng Omazio là Rider mạnh nhất của thời kỳ Heisei, không chỉ bởi vì yếu tố thời gian, mà Omazio là tập hợp sức mạnh của tất cả các Kamen Rider trong các đồng thời gian khác nhau. Điều này có nghĩa rằng Omazio rất có thể sở hữu luôn sức mạnh từ dòng thời gian của Game God, bởi vì những sự kiện diễn ra trong TV series Kamen Rider Gaming được diễn ra vào khoảng thời gian năm 2013 đến năm 2014, nên việc thần Gaming trở thành một thực thể và mang trong mình một sức mạnh to lớn từ quả vàng thì nó cũng chỉ nằm trong thời gian hay một phần sức mạnh mà Omazio sở hữu mà thôi. Ok, trên đây là những thông tin cũng như những nhận định cá nhân của TVT News chúng mình về trái vàng hay sức mạnh cốt lõi của thần Gaim. Nếu như anh em thấy hay, hãy like, share, subscribe để ủng hộ chúng mình. Còn trong trường hợp anh em có quan điểm khác, hãy để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận. Chúng ta sẽ học hỏi lẫn nhau. Bây giờ thì thanks for watching and bye bye.